Chị Đào đang tìm cho mình những chiếc đầm có thể mặc đi tiệc, nhìn sang trọng và nổi bật. Thì chiếc em đang mặc trên người đây là một cái form đầm xòe chữ A nhẹ và dài qua gối cho các chị ha. Còn trên cổ đây, các chị thấy là đắp chéo và sẽ xếp ly cho mình, tạo điểm nhấn rất là nhiều. Phần tay sẽ là tay con như thế này đây. Các chị mặc vô chê quyết định bắt tay, xoay đằng sau cho mọi người xem ha. Sẽ có một cái thắt nơ và các chị có thể là điều chỉnh cái vòng eo của mình. Và ở đây nó sẽ có hai cái vạt nè, mình sẽ đắp chéo lại hoặc là mình tạo kiểu tùy ý các chị thích nha. Màu sắc em đang mặc trên người là một cái tông màu đỏ đô, mặc rất là trắng da và nhìn sang lắm. Chất này là bằng vải lụa có độ bóng, hơi bóng nhẹ một chút xíu cho mình ha. Mặc rất đẹp và nó có tổng cộng 4 màu. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu thứ hai nha. Vừa rồi màu sắc đầu tiên là một cái tông màu đỏ nổi bật cho các chị. Thì màu thứ hai đây là một cái tông màu xanh vô cùng mát mắt và rất là nhẹ nhàng ha. Xoay đằng sau cho mọi người xem phía sau lưng đây. Rồi phía trước đây nha, vẫn là cái phong xòe dài cho các chị. Mặc nhìn rất là lộng lẫy luôn ha mọi người ha. Sang trọng, lịch sự nữa, có xếp ly như thế này ra cảm giác cái vòng bụng mình đầy đặn hơn. Và cái dáng của mình nó sẽ gọn rất là nhiều. Phong xòe che khuyết điểm vùng hai cũng như là cảm giác cái vòng hai mình nó sẽ gọn hơn. Tại vì có cái đai đắp chéo là như thế này đây. Hai tông màu rồi xanh và đỏ đô. Bây giờ em chuyển sang màu tiếp theo nha. Màu đen rất là gọn người đúng không các chị ơi? Và những chị nào thích những tông màu tối là mặc nhìn sang trọng. Và màu đen đặc biệt là rất là dễ phối phụ kiện luôn nha các chị ha. Xoay một vòng cho mọi người coi phía sau lưng nè. Em vẫn là đắp chéo phía trước và thắt nơ ở phía sau cho mọi người. Rất là dễ thương và cổ vẫn có xếp ly và đắp chéo lại cho các chị. Mặc rất là kín đáo ha. Màu đen thì các chị dễ phối phụ kiện rồi, và đặc biệt chị nào tròn người mặc màu đen vô rất là gọn. Bây giờ mình chuyển nhanh sang một cuối cùng và nhớ coi hết clip của em nha. Màu hồng rất là ngọt ngào các chị ơi, những chị nào thích những phong cách hơi nữ tính nè, bánh bèo một tí xíu nhưng mà không kém phần sang trọng thì màu hồng đây em thấy nó rất là ngọt ngào và dễ thương cho các chị. Mặt nhìn nó trắng da nữa các chị ha. Xoay đằng sau cho mọi người xem đây, thắt nơ tạo cảm giác như là cái vòng ba mình nó sẽ đầy đặn hơn và xếp ly cảm giác là dáng của mình nó cũng chuẩn hơn đúng không các chị. Có tay che khuyết điểm em nhìn rất là thích mẫu đầm này, mặc vô cực kỳ tôn dáng và che khuyết điểm nữa. 4 màu tổng cộng cho các chị, chị nào thích màu nào chọn ngay cho em, để lại cho em mã sản phẩm cùng số điện thoại nha. Mã sản phẩm bên dưới clip này nè, chấm một chấm để em sẽ tư vấn kỹ cho các chị và giao hàng tận nơi cho tất cả mọi người nha.